Một thủ lĩnh Tây Kinh Lan mà quỷ cũng phải khiếp sợ. Nằm chết trên mặt đất lạnh lẽo ở đây. Thực khiến người khác khó tin được. Đây là số phận của Tỷ Kinh Lan. Biết làm sao được. Con không có mặt mũi nào gặp Long Xuân Công. Con là tướng lĩnh, thề trung thành với Dương Thất. Tất nhiên phải giết kẻ phản nghịch. Không nên vì tình cảm cá nhân mà cảm thấy mình có tội. Không phải con giết ông ấy. Tỷ Kinh Lan hoàn toàn có thể giết con trước. Nhưng ông ấy đã lựa chọn cái chết này. Ta sẽ ở lại bên Tỷ Kinh Lan. Con, hãy làm theo mệnh lệnh của công chúa Điện Hạ. Đi xử lý đám nghịch tặc ở Tân Cung. Đưa đại dương bệ hạ về đi. Bây giờ ngươi đang nói cái gì? Tỷ Kinh Lan chết rồi sao? Có đúng là như vậy hay không? Thần tận mắt nhìn thấy, đã bị Kim Hữu Tín giết chết rồi. Sao lại? Có chuyện như vậy được chứ? Thủ lĩnh của các ngươi đã chết rồi. Có gì mà các ngươi phải lo lắng tới như vậy chứ? Dù sao nếu nguyên tử kế vị thì cũng là tội nhân phải chết mà thôi. Có biết đại dương còn sống tới giờ là công của ai không vậy? Nếu không phải là Tỷ Kinh Lan, chắc chắn nguyên tử không thể an toàn tới giờ này đâu. Cái gì? Đưa cả đại dương và nguyên tử đi. Ta sẽ không rời khỏi Tân Cung nửa bước. Bây giờ quân địch đã sắp tấn công tới đây rồi. Đại dương bệ hạ, nếu ở đây sẽ bị bọn chúng giết hại đó. Ta là quân chủ của quốc gia này. Cho dù có kề đao vào cổ, thì ta cũng sẽ không chạy trốn cùng đám phản nghịch các ngươi. Hãy giết bọn phản nghịch, một tên cũng không được tha. Giết hết tất cả cho ta. Ngài không sao chứ? Hữu Tín Công, ta thiếu nợ ngài một mạng. Trước tiên hãy tìm đại dương bệ hạ đưa về cung đã. Đại dương bệ hạ, đại dương bệ hạ, đại dương bệ hạ, bệ hạ không sao chứ ạ? Chúng thần tới để đón đại dương bệ hạ quay về cung. Sao các ngươi lại dám chống lại dương mệnh, đem binh lính tấn công vào Tân Cung như vậy? Hữu Tín, ngươi lại dám cả gan ôm giả tâm tranh đoạt ngai vàng phải không? Sao thần có thể như vậy được? Thần tuân theo mệnh lệnh của công chúa Điện Hạ, tấn công Tân Cung để cứu đại dương bệ hạ thoát khỏi tay đám phản nghịch đó. Thành chủ đại gia Tị Đàm, tại sao người lại kháng dương mệnh kêu người rút quân khỏi thành từ lao phạt của ta? Có phải người muốn kháng mệnh để hủy diệt dương thất của quốc gia hay không? Thần chỉ có lòng trung thành muốn cứu đất nước thoát khỏi cảnh hiểm nguy. Sau khi dẹp xong quốc nạn lần này, thần sẽ đưa quân quay về thành đại gia. Ta không muốn nghe. Lập tức lui ra ngoài. Ta sẽ không giao sự an nguy của ta cho đám quần thần bất trung các ngươi.
ta đi, tuyệt đối sẽ không bao giờ rời khỏi Tân Cung nửa bước. Đại Dương bệ hạ, người có thể bình định được quốc nạn lần này chỉ có duy nhất một mình Đại Dương bệ hạ. Xin hãy nhanh chóng quay về Dương Cung, chỉnh đốn lại quốc hồn đang trong nguy cơ tồn vong. Xin Đại Dương bệ hạ hãy cứu bách tính đang trong hoàn cảnh khó khăn. Đại Dương bệ hạ, Phụ Dương, nhìn thấy người mình đang trở về cung như vậy, Di Thần thực sự cảm thấy ông trời đã chiếu cố chúng ta rồi. Đại Dương bệ hạ, chúc mừng bệ hạ đã về Dương cung. Công chúa, tại sao công chúa lại ngồi lên ngai vàng của Phụ Dương chứ? Phụ Dương nói như vậy nghĩa là sao ạ? Trong thánh chỉ lần trước, Phụ Dương dùng quyết thư viết rằng nó giao cho Di Thần quyền hạn giết chính rồi mà. Lần này ta quay về Dương Cung để thu hồi quyền hạn giết chính của công chúa. Sau này tất cả chuyện quốc chính sẽ đều do ta xử lý. Người không phục tùng mệnh lệnh của ta thì bất luận là ai trong Dương Thất và triều đình cũng sẽ bị xử quyết theo đại tội phản nghịch. Ngày hôm nay, ta tuyên bố Nguyên Tử sẽ kế vị với danh phận là người kế thừa của Dương Thất. Kẻ đưa ra lời ông tiếng gia về Nguyên Tử chính là cả gan khiêu chiến với Dương Thất sẽ xử quyết theo đại tội phản nghịch. Hành chủ thành đại gia là Ti Đàm, thống lĩnh quân đội tấn công kinh thành xử quyết tội phản nghịch. Phải đưa Nguyên Tử và Dương Hậu bình an trở về Dương Cung, các khanh. Hãy tuân mệnh của ta. Ha ha! Tại sao các khanh không ai trả lời ta? Các khanh đang muốn chống lại dương mệnh của ta sao? Phụ Dương, Di Thần đã lấy quyền hạn giết chính, mệnh lệnh cho Tỷ Đàm tấn công Tân Cung. Dương Hậu phải xử quyết theo tội phản nghịch. Nguyên Tử có chính thống hay không, thẩm vấn đương sự thì sẽ điều tra ra mà thôi. Cái gì? Công chúa, có phải con thật sự muốn chống đối lại ta hay không? Phụ Dương à, thượng đại đẳng tri tham, cả các khanh cũng muốn chống lại mệnh lệnh của ta mà nghe theo công chúa hay sao? Ngay cả qua lang đạo các khanh cũng chống lại mệnh lệnh của ta sao hả? Qua lang đạo vì bảo vệ Dương Thất sẽ tuân theo mệnh lệnh của công chúa. Khẩn cầu bệ hạ hãy minh xét ạ. Cái gì vậy hả? Sao có thể như vậy? Khắp cả Dương Thất và triều đình này đầy rẫy những kẻ phản đồ như vậy chứ? Sao có thể như vậy được hả? Phụ Dương à. Đại Dương bệ hạ. Đại Dương bệ hạ. Đại Dương bệ hạ. Phụ Dương à, xin người tỉnh táo lại đi mà. Mau truyền ngự y. Phụ Dương à, xin người hãy tỉnh lại đi mà.
Làm sao Tỳ Kinh Lan huynh có thể đi dội như vậy chứ? Để ta một mình làm sao sống tiếp đây? Đại nhân thật sự đáng ghét mà. Một mình ta làm sao sống tiếp được đây? Ca ca. Thật sự không thể tưởng tượng được Hữu Tính Công được cả Dương Thất và Bách Tính yêu mến, lại đau buồn vì cái chết của thủ lĩnh phản quân như vậy. Trước khi nói trung nghịch, đau buồn cho cái chết của bằng hữu cũng là chuyện thường tình. Tỳ Kinh Lan đã từng nhận được sự tín nhiệm của công chúa, cũng đã từng lập chiến công khi xuất chiến Cao Câu Ly. Tất cả đều là sai lầm khi lên nhầm thuyền. Hữu Tính Công cảm thấy tương lai của Dương Thất và triều đình của đất nước này ra sao? Đại Dương bệ hạ đã mất đi sự sáng suốt. Quần thần triều đình vì sự an nguy nhất thời mà do dự bất an, dao động như lá phong bay theo chiều gió. Không phải lúc này người như Hữu Tính Công nên lập công chúa làm chủ, thể hiện ý chí lớn của mình hay sao? Ta là tướng lĩnh đã thề trung hiếu với Dương Thất. Ta chỉ muốn cố sức để bảo vệ Dương Thất. Cũng mong ngài, sau khi bình định quốc nạn lần này trở về thành đại gia, có thể ra sức làm tròn bổn phận bảo vệ biên phòng. Tuy ta nhận được lệnh của Phong Nguyệt Chủ nên mới tới từ La Phạt, nhưng khi nào về sẽ do bản thân ta tự quyết định. Thành chủ, nghe nói Dương Hậu và băng đảng phản tặc hiện giờ đang bố trận ở Nam Sơn rồi. Tất cả chuẩn bị tấn công. Lần này nhất định ta sẽ nhổ cỏ tận gốc. Dạ. Đại Dương bệ hạ đã về cung, bọn chúng nhất định sẽ đem binh lính tới tấn công chúng ta. Cần phải có đối sách đối phó mới được. Đại Dương bệ hạ đã tuyên bố nguyên tử kế gì? Chỉ cần nguyên tử ở cạnh ta, bọn chúng nhất định sẽ không tùy tiện tấn công nơi này. Bệnh tình của nguyên tử ra sao rồi? Nếu như không nhanh chóng để y viên coi, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Cái gì? Nguyên tử, con phải cố lên. Con nhất định phải tiếp tục sống để mưu đồ chuyện sau này chứ. Thần thiếp hiện giờ gặp phải quốc nạn, thỉnh cầu sự từ bi của Đại Dương bệ hạ. Thần thiếp và nguyên tử muốn nương nhờ Đại Dương bệ hạ một thời gian. Mong Đại Dương từ bi mà thu nhận mẫu tử chúng thần đang trong cảnh khó khăn này. Xem ra hiện giờ tình hình Dương Hậu đang rất gấp gáp. Tình hình từ La Phạt ra sao? Không thể kéo dài thêm. Đại Dương bệ hạ, xin bệ hạ nhanh chóng phái binh tới cứu viện Dương Hậu và nguyên tử đi ạ. Nếu bắt Dương Hậu và nguyên tử Tần La là con tin,
sau này sẽ có tác dụng quan trọng đối với Bách Tê. Bây giờ con phải lập tức tới thành Từ La Vạn, đưa Dương Hậu và Nguyên Tử của Tân La tới đây. Phụ Dương, nếu tiếp nhận Dương Hậu và Nguyên Tử Tân La, sẽ trở thành mối hiềm khích với Tân La sau này. Hơn nữa Nguyên Tử dướng vào thị phi không phải chính thống, hiện giờ đã bị mất danh phận. Dù có bắt bọn họ làm con tin, cũng sẽ chẳng có tác dụng gì với ta đâu ạ. Không đâu. Nếu như thu nhận Dương Hậu và Nguyên Tử Tân La, thì sự độ lượng của Bách Tế chúng ta sẽ được truyền tới Trung Nguyên và lan rộng khắp Tam Hạt. Con phải tuân lệnh của ta. Phải lập tức tấn công mới đúng. Sao còn bắt chúng ta phải ngồi yên ở đây đợi chứ? Tỳ Đồng Công là tướng lĩnh giỏi về chiến thuật, nhất định sẽ có cách. Giờ công chúa Điện Hạ đã giao quyền chỉ huy cho Tỳ Đồng Công. Chúng ta chỉ có thể phục tùng thôi. Ê. Ta cũng không biết là mấy người đang ở đây. Đúng là âm thanh ta nghe quá tuyệt vời đó. Vì để bớt hiu quạnh nơi biên phòng nên ta mới học mà được tán thưởng như vậy. Thật sự khiến ta không biết phải làm sao. Ngồi xuống đây uống một ly rượu. Nếu ngài chỉ muốn thảnh thơi ngồi đây uống rượu mà do dự không tấn công, thì ta sẽ dẫn qua Lan Đạo, xông vào thành bắt phản tặc. Hữu Tinh Công, nếu ngài muốn chống lại mệnh lệnh của ta, ta sẽ không do dự mà chém ngài đâu. Hãy cẩn thận một chút. Cái gì? Ngài bây giờ lại dám uy hiếp cả ta nữa sao? Không phải là uy hiếp, mà là ra lệnh cho ngài. Ngươi nói gì? Thôi, đang lúc nguy cơ cấp bách, sao có thể gây nổi loạn như vậy? Xin hai người hãy bình tĩnh một chút đi. Thành chủ, có cấp báo quân Bách Tế đang hướng về thành Từ La Vạn chúng ta. Chuyện này có chính xác hay không? Dương Hậu đang muốn mượn binh lực của Bách Tế để chạy trốn. Có vẻ cuối cùng cũng đã tới lúc chặt đầu Dương Hậu rồi. Vẫn còn rất xa sao? Sắp tới nơi rồi ạ. Nghị Từ Dương Tử đang đợi chúng ta ở đây. Dưới gầm trời không có nơi để phản tặc giấu thân. Hãy ngoan ngoãn đầu hàng. Thừa nhận tội âm mưu phản nghịch lừa dối Dương Thất, bến cực triều đình. Tất cả bọn phản nghịch, giết hết toàn bộ cho ta. Giết! Stop! 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 Stop!
Kiếp Hữu Tín, ta không oán giận ngươi. Ta nếu sinh ra lần nữa cũng muốn sống trong thế giới để nô lệ, làm chủ nhân. Yên nghỉ đi. Hãy để chúng ta chặn họ ở đây. Dương Hầu, hãy dẫn Nguyên Tử chạy khỏi đây đi. Sao Dương Tử Điện Hạ có thể vi phạm ước định tiến vào địa phận của Tân La dẫn tội nhân phản nghịch đi chứ? Bảo vệ Dương Hậu và Nguyên Tử ở hậu phương, giết chết tàn địch Bách Tế, bắt lấy Dương Hậu, bắt lấy Dương Hậu. Bắt lấy Dương Hậu, bắt lấy Dương Hậu. Bệ hạ, bệ hạ, chúng ta đi. Không được, mấy tên các ngươi. Lùi xuống hết cho ta. Ta là Dương Hậu của Tân La mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ bảo vệ Nguyên Tử Điện Hạ. Hãy mau đi thôi. Ca ca, không thể được đâu. Nếu như giết Dương Tử Điện Hạ, thì Tân La và Bách Tế sẽ trở lại thành kẻ thù không thể hóa giải được đâu. Dương Tử Điện Hạ biết gì chuyện hôm nay? Đồng minh Tân La và Bách Tế sẽ bị phá dở hay không chứ? Nếu như Dương Tử Điện Hạ thật sự muốn Tân La và Bách Tế hợp nhất, thì không nên tham gia vào nội chính của Tân La. Tội của Dương Hậu và Nguyên Tử sẽ do Dương Thất và triều đình Tân La xử quyết. Xin hãy nói rõ ràng ý của ta với đại dương bệ hạ ở thành Sabi. Ta sẽ suy nghĩ về lời nói của ngươi. Hãy giúp ta chuyển lời tới công chúa điện hạ Tân La. Mong công chúa tha thứ. Điệt! Hữu Tính Công, sao ngài có thể thả cho kẻ thù đi như vậy được chứ? Sau này người của Bách Tế sẽ không xen vào nội chính của Tân La nữa. Bây giờ Nguyên Tử Điện Hạ đang bị sốt rất cao, nếu không nhanh chóng uống thuốc không chừng sẽ rất nguy hiểm. Dương Hậu muốn đơn độc gặp mặt ta hay sao? Nếu như công chúa Điện Hạ chấp nhận, Chi Thần sẽ lập tức sắp xếp để hai người gặp mặt. Công chúa muốn làm sao? Được rồi, ta sẽ tới gặp Dương Hậu để có thể kết thúc vấn nạn lần này. Công chúa Điện Hạ đang đợi Dương Hậu ở trong. Đừng để công chúa phải đợi lâu. Mau vào trong đi. Thoa Phi, hãy nói cho ta biết chuyện về Tỷ Kinh Lan. Ngươi đừng che giấu ta nữa. Dương Hậu thỉnh cầu gặp ta vì điều gì hả? Một Dương Hậu bệ hạ muốn có thiên hạ, chắc chắn không phải muốn khẩn cầu ta tha mạng cho người chứ. Công chúa hãy để Nguyên Tử được kế vị. Nếu vậy, ta hứa là sẽ rút khỏi ngôi vị Dương Hậu. Nếu như ta xử quyết Dương Hậu tội phản nghịch, thì người sẽ làm sao? Đợi sau này, nếu như Nguyên Tử ngồi lên ngai vàng, nhất định sẽ báo thù cho mẫu thân là ta. Nguyên Tử có đúng là huyết mạch của phụ dương hay không
trên đời này có mẫu thân nào lại không biết con của chính mình sinh ra được chứ? Có trời chứng giám, bây giờ ta xin được thề ở nơi này. Nguyên tử đích thực là huyết mạch chính thống của Đại Dương, là đệ đệ của công chúa Điện Hạ. Đứa trẻ tên Nghiên Hoa là ai chứ? Công chúa Điện Hạ đang lo lắng điều gì? Ta cũng biết. Nếu công chúa đang bị dao động bởi những lời ong tiếng ve bên ngoài về nguyên tử Điện Hạ, muốn đẩy nguyên tử ra vì ôm giả ta muốn ngồi lên ngai vàng, giết chết người kế thừa vương vị chính thống, công chúa sẽ tăng thêm tội danh này. Công chúa thật sự muốn trở thành một quân chủ không có tính chính thống như Cao Câu Ly sao? Ta sẽ tin lời của Dương Hậu. Nguyên tử là chính thống của Dương Thức, là đệ đệ của ta. Ta sẽ không nghi ngờ nữa. Nếu nguyên tử không phải chính thống của Dương Thức, triều chính của quốc gia này sẽ gặp nguy hiểm. Quốc gia hỗn loạn, lòng dân dao động, khi đó sự tồn vong của quốc gia này cũng sẽ gặp nguy hiểm mà thôi. Vậy nên, nguyên tử chắc chắn phải là huyết mạch chính thống của phụ dương, chắc chắn là người kế vị chính thống. Ta tin công chúa đã đưa ra phán đoán rất chính xác. Nhưng mà nguyên tử không thể lên ngôi kế thừa vương vị được. Cái này là có ý gì đây? Nguyên tử không thể kế vị là có ý gì đây? Là có ý gì? Dương Hậu phải là người hiểu rõ điều này hơn ta hết. Để bảo vệ Dương Thất cũng như triều đình và quốc gia này, nguyên tử không phải là tự mình kết thúc mạng sống, mà chết dưới danh nghĩa người kế vị chính thống. Sẽ không còn cách nào khác nữa đâu. Đây là cách tốt nhất đối với tân cung mà Dương Hậu thiết lập ra. Đây là suy nghĩ của ta. Vậy nên Dương Hậu hãy quyết định đi. Công chúa, sao có thể? Công chúa Điện Hạ đã bí mật tới Tân Tự à? Dạ. Phong Nguyệt Chủ và Hữu Tính Công đang muốn làm gì đây? Như đang muốn phá hoại công lao của ta. Ta sẽ không ngồi yên mà nhìn đâu. Xuân Thu à, cái gọi là quyền lực đó chính là thứ bị ổi như vậy hay sao? Chỉ có thể khiến hai tay phải nhuốm đầy máu thì mới gọi là quyền lực hay sao? Nguyên tử Điện Hạ, nếu như thực sự không phải chính thống, công chúa sẽ làm sao? Quân chủ nghi ngờ tính chính thống sẽ không thể làm chính trị tốt, cũng sẽ không thể nào làm chủ Dương Thức. Nếu nguyên tử thực sự là Dương Thất của quốc gia này, vậy thì bây giờ dù có chết đi cũng là vì đại nghĩa của quốc gia này. Đây chính là số phận của người được sinh ra là Dương Thất chính thống. Để bảo vệ Dương Thất cũng như triều đình và quốc gia này, nguyên tử không phải là tự mình kết thúc mạng sống, mà là chết với danh nghĩa của người kế vị chính thống. Không còn cách nào khác đâu. Đây là cách tốt nhất đối với tân cung mà Dương Hậu thiết lập, chỉ là suy nghĩ của ta. Vậy nên Dương Hậu hãy quyết định đi. Tới bây giờ chỉ còn lại nghi lễ đăng cơ. Sao lại có chuyện này được chứ?
Thoa Phi, tại sao Tỳ Kinh Lan không giết ta mà lựa chọn cái chết cho mình? Ngươi có biết hay không? Tỳ Kinh Lan đại nhân không muốn làm hại công chúa điện hạ, muốn cứu Hữu Tín Công và Phong Nguyệt chủ nên mới tấn công Dương Cung đó à? Cái gì? Ngươi nói vậy là có ý gì? Hôm nay hai người các ngươi không được tham gia tấn công Dương Cung. Quân chủ, người nói như vậy là sao chứ? Tối nay ta sẽ dùng tội phản nghịch để chết trong tay Hữu Tín và Xuân Thu. Chết? Sao có thể? Ta đã vì quốc gia nô lệ làm chủ mới để cho nguyên tử được kế vị. Nhưng bây giờ ta đang nghĩ lại, chính ta cũng đang đứng trong vòng xoáy của quyền lực, để bách tính ngoài kia phải chịu cực khổ. Không lấy được lòng dân thì chúng ta chắc chắn sẽ thất bại. Nguyên tử cũng sẽ không thể kế thừa được vương vị. Xuân Thu và Hữu Tín hai người họ cũng vì nội thông với ta mà phải mang tội danh. Ta phải chết trong tay Xuân Thu và Hữu Tín. Như vậy họ mới có thể thoát khỏi tội danh. Không thể làm như vậy được. Để cứu Phong Quyệt chủ và Hữu Tín Công mà chết hay sao? Nếu Xuân Thu và Hữu Tín có thể cứu những bách tính kia, nô lệ cũng sẽ được sống như con người, thế giới cũng sẽ được thay đổi. Nếu như ta chết đi vì tội phản nghịch, sẽ có thể giúp hai người bọn họ hoàn thành đại nghĩa thống nhất Tam Hạt. Quân chủ, tôi cũng muốn đi theo quân chủ nữa. Các ngươi phải ở đây để bảo vệ cho nguyên tử. Mặc dù nguyên tử không thể kế thừa vương vị, nhưng mà phải tiếp tục sống, phải để nguyên tử nhìn rõ thế giới, mà nô lệ cũng có thể sống. Tỳ Kinh Lan, sao ông lại vì cứu ta và Xuân Thu mà trở thành kẻ nghịch tặc, lựa chọn cái chết cho mình chứ? Tại sao? Mẫu hậu, nguyên tử, con tỉnh lại rồi sao? Mẫu hậu, chỗ này là đâu vậy? Nhi thần sao lại ở đây? Con không cần lo lắng, ở đây sẽ không có người nào làm hại tới con đâu. Ta có chuyện muốn nói với nguyên tử. Các ngươi tạm thời lui xuống đi. Ugh.
Mẫu hậu! Mẫu hậu làm sao vậy? Không có gì. Bây giờ con tỉnh lại như vậy, mẫu hậu cảm thấy rất mừng. Uống chỗ thuốc này đi, rồi hãy mau chóng lấy lại sức khỏe. Mẫu hậu, nhi thần là chính thống của Dương thất, thật sự đúng không? Đúng vậy. Ai dám nói nguyên tử không phải huyết mạch của đại dương, không phải con của ta? Sau này con ngồi lên ngai vàng, trở thành người bảo vệ Tân Quốc, trở thành một hiền quân, xây dựng Thái Bình thịnh thế. Dạ, mẫu hậu, nhi thần nhất định sẽ là một bậc hiền quân. Cái gì? Nguyên tử đã rời khỏi thế giới này rồi sao? Khi nguyên tử bị rơi vào dòng phản loạn, đã không thể chiến thắng được bệnh tật à? Nguyên tử, sao con lại bỏ thế giới này đi như vậy? Sao con bỏ đi khi còn nhỏ như vậy chứ? Đều là trách phụ chứ, phụ chứ vô dụng này. Di thần đã hạ lệnh làm tang lễ theo nghi thức của Dương thất chính thống rồi ạ. Quyên tử hả? Tội nhân thành bản, đã ngụy tạo chiếu tư sắc phong của đại dương, sau khi tự mình ngồi lên vị trí nhiếp chính, còn gây ra chính biến, làm chuyện lừa dối Dương thất che giấu triều đình này, phạm tội đại nghịch làm lung lay kỷ luật của quốc gia. Chiếu theo quốc pháp phải xử tội nhân tội tru di cửu tộc, nhưng niệm tình là dương hậu của đại dương bệ hạ, là mẫu hậu đã sinh ra nguyên tử chính thống, nên sẽ giữ lại mạng sống cho tội nhân. Ta phán quyết thu hồi cốt phẩm và tất cả chức vị của tội nhân, không tịch thu gia sản sau đó lưu đày. Tội nhân vĩnh viễn không được phép quay trở về thành Từ La phạt, trong phần đời còn lại phải hối cải về đại tội phản nghịch. Tội nhân, còn điều gì muốn nói hay không? Mặc dù ta bị phế vị, mang thân phận tội nhân phản nghịch, nhưng mà ta vì muốn ra sức bảo vệ Dương thất mà quyết định cắt đứt thiên luân. Vậy nên ta không hề hổ thẹn với lương tâm mình. Công chúa Điện Hạ đã đánh bại ta và nguyên tử, chắc nghĩ rằng tất cả sẽ kết thúc ở đây phải không? Đại dương bệ hạ đã mất quyền lực, giờ cũng không còn nguyên tử kế vị chính thống.
Dương Thức và triều đình sẽ nổi lên trận quyết phong mạnh mẽ. Cho dù công chúa có cố gắng ra sao, cũng không thể tránh khỏi nguy cơ đâu. Hy vọng công chúa Điện Hạ sẽ không bị rơi vào dòng xoáy hiểm ác, mà có thể bảo vệ đạo lý của từng quốc. Mau đưa tội nhân ra ngoài đi. Yêu nữ! Yêu nữ! Yêu nữ mà! Giết ả đi! Yêu nữ! Ác quá mà! Giết đi! Không có lương tâm cái đồ yêu nữ! Cái đồ yêu nữ đi chết đi! Giết ả đi! Còn yêu nữ này! Ném chết ả đi! Yêu nữ! Ném chết ả đi! Đi chết đi! Chết đi! Chết đi! Ném đi! Ác quá mà! Cái đồ yêu nữ đi chết đi! Mau tránh đường! Giết ả đi! Giết đi! Yêu nữ đi chết đi! Yêu nữ! Chết đi! Đúng là độc ác! Yêu nữ! Yêu nữ hại người! Hại người mà! Người. Đồ yêu nữ ăn thịt của con! Đi chết đi! Đi chết đi! Cái đồ yêu nữ ăn thịt người! Đi chết đi! Tạm thời dừng lại cho ta! Trước khi ta phải rời khỏi kinh thành, có điều muốn nói với đứa trẻ này! Tao qua đó đi cơ. Nghiền qua. Đối với mẫu thân, sự oán hận, sự căm ghét, con đã quên rồi chứ? Mẫu thân, đúng là mẫu thân con phải không? Cầm lấy đi. Con phải giữ nó cẩn thận. Sau này, khi còn có con rồi, hãy truyền lại cho nó. Mẫu thân! Mẫu